Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an 5,2 tỷ đô, quân đội 7,7 tỷ đô la, quân đội ăn, công an có chịu nhịn hay không? Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội khóa 15 của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nghị quyết số 70 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, Bộ Quốc phòng được chi 185.235 tỷ đồng, tương đương với 7,7 tỷ đô la. Trong khi đó, công an được chi 99.954 tỷ đồng, tương đương 5,2 tỷ đô la. Với ngân sách 7,7 tỷ đô la mà để cho phi công bay huấn luyện bằng máy bay Su-22 từ thập niên 60 thế kỷ trước và đã phải bỏ mạng, thì không biết Bộ Quốc phòng chi tiêu 7,7 tỷ đô la như thế nào mà để những con người được đào tạo tốn kém phải bỏ mạng cho đống sắt đồng nát Su-22. Một câu hỏi như thế thì cũng đã lòi ra tiền rất nhiều, nhưng người lính ở tầng cơ sở không được hưởng bao nhiêu, ngay cả khí tài cơ bản để đảm bảo an toàn, họ cũng không có. Đây là hình ảnh nghị quyết số 70/2022 về phân bổ ngân sách trung ương. Quân đội Việt Nam xuất tiền mua khí tài quân sự hàng tỷ đô la về trang bị cho quân đội của mình. Nhưng thế, thực tế, quân đội nhân dân Việt Nam chỉ sở hữu những khí tài hạng nặng dạng đồng nát, được tân trang như những chiếc tàu ngầm Kilo mà Thời báo .d đã từng có bài phân tích. Đấy là phần nổi của một tảng băng chìm. Còn bao nhiêu gói mua sắm rút ruột ẩn đằng sau đang chờ ông Nguyễn Phú Trọng khui ra. Có thể nói hợp đồng mua vũ khí là thứ mà bên mua dễ ăn nhất. Bởi một khi bên mua đã thỏa thuận với bên bán để nâng giá khống thì rất khó mà khui ra từ phía Việt Nam. Rất nhiều những hợp đồng phi quân sự mà Việt Nam ký với các đối tác nước ngoài bị phanh phui tiêu cực từ phía nước ngoài, chứ không bị khui ra từ trong nước. Ví dụ như dự án đại lộ Đông Tây tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây bị phía Nhật Bản khui ra hối lộ. Hai hợp đồng in tiền polymer thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng cũng bị khui ra từ phía Úc. Cho tới nay, chỉ có nhà sản xuất vũ khí của Mỹ là không chịu nâng khống hợp đồng để lại quả cho bên mua. Phần vì luật pháp của Mỹ rất minh bạch và cũng rất khắt khe, phần vì những nhà sản xuất vũ khí Mỹ không cần quy lị khách hàng vì họ rất nhiều bên mua xin được xếp hàng để được mua hàng của họ, mà chưa chắc gì họ đã bán. Vậy nên, năm 2017 mới bể ra việc đề nghị phía Mỹ nâng khống hợp đồng rồi lại quả cho phía Việt Nam. Nó trở thành một scandal rất lớn khi đó. Đây là hình ảnh xe bọc thép Ram 2000 công an mua của Israel. Đấy là Bộ Quốc phòng, còn Bộ Công an thì sao đây? Được biết, ngân sách công an hiện nay còn cao hơn ngân sách Bộ Quốc phòng thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng ký hợp đồng mua tới 6 chiếc tàu ngầm Kilo. Trong khi đó, Bộ Công an thì mua sắm khí tài quân sự không nhiều, chỉ là những vũ khí hạng nhẹ để chống dân như xe thiết giáp, xe phá sóng, vân vân. Bộ Công an vẫn có những hợp đồng mua vũ khí với phía Israel như bên quân đội, ví dụ như xe chống đạn Ram 2000. Ngoài ra, công ty Sibility của Israel đã bán cho các công cụ hack điện thoại di động của Bộ Công an Việt Nam. Công ty Verin đã cung cấp hệ thống giám sát và tình báo trong hơn 20 năm cho lực lượng an ninh của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm có trên 5 tỷ đô la để chi cho ngành của mình. Hiện nay, cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đều có quan hệ mua vũ khí từ phía Israel. Nhưng tại sao Bộ Quốc phòng lại nhắm vào, còn Bộ Công an thì không ai dám đụng tới? Câu trả lời là Bộ Công an hiện nay là công cụ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông không thể cho quân ta điều tra quân mình được. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng là nơi mà Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính đang tranh chấp ảnh hưởng. Ông Trọng cho nhắm vào đường dây kinh tài của Bộ Quốc phòng mà có liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Bộ Công an là nơi có quyền lực lớn, có tiền rất nhiều, nó hấp dẫn đến mức ông Tô Lâm chỉ muốn nằm trong tổ kén Bộ Công an để giữ lấy quyền bính và giữ cho được quyền lợi về kinh tế to lớn. Cho nên, dù chiếc ghế chủ tịch nước đang trống và ông Tô Lâm được nhiều lời đề nghị ngồi vào đấy, nhưng ông cũng chẳng cần. Ở trong tổ kén làm chủ nguồn tiền tương đương 5,2 tỷ đô la, sướng hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Công an 5,2 tỷ đô la, quân đội 7,7 tỷ đô la, quân đội ăn, công an có chịu nhịn hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa bay chức Tuần Xô lại gầm lên, hổ báo xanh mặt. Như vậy là những ngày sau Tết, ông Nguyễn Phú Trọng cho khởi động lò bằng những hành động bắt bớ và cả những lời đe dọa. Bắt đầu từ cấp tỉnh, các quan chức, các cựu quan chức lần lượt bị lên danh sách đen
và xử lý từng người một. Xem ra năm 2023, ông Vũ Trọng làm cho mạnh tay thật sự. Vào ngày 1 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị cáo là cựu lãnh đạo ở tỉnh Bình Thuận. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Đây là hình ảnh mới đầu năm ông Nguyễn Phú Trọng đã cho làm thịt tỉnh Thái Nguyên. Hết Bình Thuận rồi đến Thái Nguyên, cũng trong ngày 1 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải thi hành kỷ luật đảng đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỷ luật cảnh cáo ông Dương Ngọc Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016. Cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ 2021-2011-2016 và 2016-2021. Cảnh cáo ông Vũ Hồng Bắc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Phú Trọng với Bộ Công an trong tay, ông vừa đánh vừa dọa, không biết bao nhiêu quan chức dính chàm, ăn ngon, không ngon, ngủ cũng không yên. Vào ngày 2 tháng 2, ông Tuân Sô, người vừa bay chức Chánh Văn phòng Bộ Công an, lại cất tiếng gầm. Tiếng gầm lần này là lời tuyên bố của ông Tô Lâm, chứ không ai khác. Một khi ông Tô Lâm lên tiếng thì xem như quan chức đấy cầm chắc hợp đồng với Juventus, tức là có thể đi tù. Ông Tuân Sô cho biết vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa kê biên 80 tỷ đồng. Vụ án Việt Á đã khởi tố 104 bị can với số tiền phong tỏa kê biên 1.700 tỷ đồng. Ông Sô cho biết thêm, tiến độ điều tra một số đại án được dư luận quan tâm gần đây như vụ chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, rồi vụ Việt Á, vân vân. Đây là hình ảnh sau Thái Nguyên thì đến Bình Thuận. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2022, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông báo với báo chí rằng nhiệm vụ kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, Cục Lãnh sự rồi Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 2 của năm 2023 mà các vụ án trên chưa xử lý dứt điểm nặng vụ nào. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Theo thông tin trong chính quyền cho xin giấu tên cho biết, bởi ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm của ông không lượng giá được mức độ phức tạp của nó. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông đốt lò nghĩ rằng như thế là sắp xong. Tuy nhiên, khi càng khui thì vụ án nó càng bể ra và cho đến nay vẫn còn đang hết sức ngổn ngang. Ông Tuân Sô đã trả nhà chức Chánh Văn phòng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, ông Tuân Sô vẫn giữ chức vụ là người phát ngôn của Bộ Công an. Ông Tô Lâm vẫn chưa tin tưởng Đại tá Đặng Hồng Đức bằng Trung tướng Tuân Sô. Với vai trò là người phát ngôn của Bộ Công an, ông Tuân Sô chính là người phát ra tiếng nói của ông Tô Lâm và là người đưa ra trước công chúng những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an phải làm. Đây là hình ảnh ông Tuân Sô cất lên tiếng nói cho ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tuân Sô là người có cấp bậc thấp, chưa là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, tiếng nói của ông cũng có thể làm cho những nhân vật trong Bộ Chính trị phải e sợ. Bởi việc khởi tố vụ án nào, bắt ai và truy tố ai, nó cho biết hướng đánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào năm ngoái, vụ án kinh tế Tân Hoàn Minh và FEC làm rung động dư luận. Tuy nhiên, đến cuối năm, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, thì các hổ báo trong Bộ Chính trị không thể khinh suất những tuyên bố của ông Tuân Sô trước báo giới. Và cứ như thế, cái cơ chế của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sinh ra tham nhũng và ông Nguyễn Phú Trọng lại đi bắt tham nhũng, chưa biết đến khi nào dừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.